mình chỉ ủ tê thôi, chứ không phải là tiêm tê như cái phương pháp cũ ngày xưa nữa. À vâng. Đó, nhịn ngày thế nhé. Môi rất là xinh và không hề có dấu hiệu bị sưng nề. À, thì không biết là sau khi phun môi xong thì chúng ta có cần phải ăn kiêng không ạ? Không cần phải ăn kiêng ạ, tại vì mình đi ở trên cái lớp thượng bì ấy, lớp trên cùng của da nó không gây tổn thương cho môi, không cần phải ăn kiêng. À, thịt bò xơ nếp rau muống, xơ nếp rau muống mình ăn thoải mái đúng không ạ? Đúng rồi. Đó. À, thế thì không biết là chuyên gia tại DK thì sử dụng cái công nghệ gì mà phun môi thì không hề có cái dấu hiệu bị sưng nề vậy ạ? Công nghệ vi chạm cho ông. Đó là mình đi kim bằng siêu mảnh trên cái lớp thượng bì ra là lớp trên và không gây tổn thương cho môi, cũng không đi sâu gì đấy, nên là môi của mình không bị tổn thương, không bị sưng nề. Vâng ạ. Vậy hiện tại thì cái màu môi nào đang là màu môi được các chị em mà yêu thích nhất ở tại DK ạ? Ở DK thì hầu như là nó là màu gọi là màu môi quốc dân ấy, đó là màu hồng cam với màu đỏ cam. À, thường vâng. Các chị em sử dụng nhiều thích màu đấy, mà nó tự nhiên hồng hào mà sáng ra ấy.